mặt hôm nay để làm buổi lễ tưởng niệm 43 năm ngày Quốc Thận Tháng Tư Đen và 50 năm tưởng niệm nạn nhân của Tết Mậu Thân. Đã 43 năm từ sau ngày 30 tháng 4 1975, vẫn còn có hàng trăm ngàn người Việt Nam trong nước đang bị cầm tù bởi chế độ cộng sản. Chúng tôi có mặt ở đây để tưởng niệm những nạn nhân trong cuộc chiến, những người đã chết oan vì chế độ cộng sản, những nạn nhân sau cuộc chiến, những người chết trên đường do cuộc phiên, những người chết trong các trại tù học tập cải tạo và những người chết trong vùng kinh tế mới. Đồng thời năm 2018 đánh dấu 50 năm sau cuộc chiến Tết Mậu Thân, khi Cộng sản Việt Nam đã vi phạm lệnh ngưng bắn, vi phạm ngày Tết thiêng liêng của Tổ tiên để tấn công vào các thành phố của miền Nam, chỉ chiếm giữ thành phố Huế trong có 2 tuần khi họ rút đi đã có gần 7.000 người bị sát hại theo cái cách của Cộng sản, tức là tay bị trói sau lưng, sọ bị đập nát hoặc là họ bị chôn sống. Cho đến ngày hôm nay, Cộng sản vẫn không hề nhận tội, không hề đói công chuộc tội, mà họ còn đổ thừa cho Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cho những người nạn nhân của Cộng sản và gia đình họ, họ không hề có được công lý. Sự có mặt của chúng tôi hôm nay để nói lên với thế giới rằng Cộng sản là một cái chế độ sát dân đã giết hại hàng triệu người tại Việt Nam. Và những người đó đã bị chết một cách oan, không có công lý. Chúng tôi có mặt ở đây để nói rằng chúng tôi không bao giờ quên tội ác của Cộng sản. Và chúng tôi sẽ tranh đấu cho đến ngày Cộng sản không còn trên thế giới này, để những cái chết oan uổng đó không còn bao giờ bị tái diễn nữa. Xin kính mời quý vị theo dõi cái chương trình và cuộc phóng sự hôm nay. Cảm ơn quý vị. Trước hết chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng trang trọng và nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Việt Nam Cộng hòa. Cùng đi đi xin kiếp đi thân xa, vì tương lai quốc dân cùng sông pha coi tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn ở bên nhau. Sau đây là một phút mặc niệm để ghi nhớ đến công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc phong thần, để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, để thương nhớ đến hàng vạn đồng bào đã bỏ xác trên biển cả mênh mông hay rừng sâu núi thẳm trên đường tìm tự do, và sau hết để nhớ đến hơn 3 triệu nạn nhân trong suốt cuộc chiến 20 năm đã bị giết hại, hy sinh hay bỏ mạng oan uổng nơi làng thôn, nơi biển sâu hay nơi chiến trường. Phút mặc niệm bắt đầu.
phút mặc niệm chấm dứt. Ladies and gentlemen, thank you for being here today on this commemoration day as we remember the victims of communism, remember the Black April, April 30th, 1975. It's been 43 years and there's still people being incarcerated in Vietnam for fighting for freedom and democracy. We remember the thousands, hundreds of thousands of victims perish on the way in search for freedom on the high sea and the jungle. And also 2018 marked the 50 years of the Tet Offensive, the Wave Massacre, where some 5,000 people were buried alive within a short 2 weeks when the communists took over the city. The community of the Vietnamese American of the Greater Washington, D.C., together with the Friends of Thừa Thiên, Việt Trung, and Victims of Communism Memorial Foundation, are all here today to commemorate the event. We are honored to receive Mr. Jay Katzen, a trustee of the VOCMF, Ms. Christina Oni, Director of Government Relations from VOCMF, Mr. Dan Fletcher, a friend of our community, and also other dignitaries. So first of all, I would like to invite Mr. Jay Katzen to say a few words to the crowd today. Jay, may I invite you up? Thank you, my dear friend and fellow patriot. Thank you. Imagine it's 1930 on the eve of the sacred holiday of Tet, the feast of the first morning of the New Year's first day. From a boat on Hue's Perfume River, passing a pagoda on his way to celebrate Tet 88 years ago, Somerset Maugham wrote, "We went along very slowly, and the sound of the paddle was the only sound that broke the silence. I would remember that perfect night and the enchanting solitude." Fast forward to 1968. Now we no longer have to imagine. Le matin du 31 janvier. The night is as calm as Somerset Maugham. There are rumors in the imperial city of Hue of a Viet Cong, North Vietnam assault, but they wouldn't dare, would they? Hue's beautiful women have planned their special dishes with foods from Dong Ba Market. All are soon to be ready in their finery for the day to come. A day of thanks, of family, of tasty food and music, of rest, or if the kids insist, a cooling swim or a good day to go fishing. But it was neither joy nor solitude that we recall of that day. No, it was the cruel, unrelenting, premeditated fire of enemy weapons of all calibers that we remember and always will. How could they? Wanton murder over the 24 days their flag flew over our beloved citadel. The looting of irreplaceable things, the slaughter of irreplaceable souls. Buddhist, Catholic, innocent women and children, monks and priests, our brothers and mothers, sisters and fathers, cousins. Maybe 10% of the people of the elegant imperial and spiritual city whose name means harmony. Survivors 50 years later, blessed to assemble here in freedom today, are called to forgive, to live confident in a better afterlife. But I confess that I still carry a lot of Old Testament fire with me, for I find it hard to forgive. As you,
I will never forget the bestiality committed. And to those responsible, I say, shame on you. Know that your gunfire will never extinguish our passion for liberty, nor our memory of the brave and beloved Vietnamese, and yes, Americans, whom we remember and honor today. Thank you. Thank you, Jake. Thank you so much for being here with us. Thank you. You're the one on the board of VOC that helped me fight for communism all these years, and I want to thank you so much. And thank you for being here with Patty as well. Next, I would like to invite Ms. Christina Olney, the Director of Government Relations of VOCMF. Good morning. It is an honor to be here with you all on this beautiful day in Washington. I know many of you are familiar with the work of the Victims of Communism Memorial Foundation. We have enjoyed participating in Vietnam Human Rights Day over the last several years. And last August, we hosted, along with several Vietnamese American organizations, an event in Congress where we screened the beautiful documentary, Vietnam America, and we hosted a panel discussion with Vietnamese experts and boat people. And we also had an art exhibit featuring the artwork of many very talented Vietnamese American artists. For those of you who are not familiar with the work of the foundation, we are a human rights and educational nonprofit organization, and we are dedicated to commemorating the 100 million victims of communism and to the freedom of those still living under communist tyranny today in China, Laos, North Korea, Vietnam, Cuba, and Venezuela. We know from polls that we have done that most Americans, particularly our millennial generation, are not aware of the crimes that have been committed by communist regimes. They don't know how many lives were lost in the name of communism, and they don't know who the leaders of these brutal crimes were. Most of them would also prefer to live in a socialist country. But the good news is that they also don't know what socialism is, and it is our mission to educate them about what it is, an ideology that has been implemented in over 40 countries over the last 100 years, and every time has resulted in brutal human rights violations, economic collapse, and a police state. For years, we have called for the United States to recognize a national day for the victims of communism. And last year, President Trump was the first US president to proclaim a national day for the victims of communism. So we will look forward to marking that day with you all again this year. Thank you for inviting me to be with you here today as we mark this solemn anniversary of the fall of South Vietnam and the Hue Massacre. We must never forget the horrific crimes that have been committed in Vietnam and in the name of communism. And let us together remember those crimes and ensure that they are never repeated. Thank you. Thank you, Christina. Thank you, Christina, for being here with us today. Ladies and gentlemen, we recognize also there's Dr. Trần Văn Hải from Alliance for Democracy is here today. But next, I would like to ask Hoàng Vy Kha to come. Kính thưa quý vị, cuộc chiến đã chấm dứt hơn 43 năm từ trước, nhưng dư âm của cuộc chiến nó vẫn kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không phải vì người Việt chúng ta bám víu vào quá khứ, không phải vì người Việt chúng ta không ưa chuộng hòa bình, và chẳng qua cái dư âm của cuộc chiến nó xảy ra và dai dẳng cho tới ngày hôm nay bởi vì trong quá khứ có quá nhiều đau thương bị che giấu, trong quá khứ có quá nhiều sự thật bị bẻ cong, và trong quá khứ còn rất là nhiều oan khiên mà ngày hôm nay 43 năm sau vẫn còn bị chế độ cộng sản
với rất nhiều thủ đoạn che giấu, không chỉ riêng trong nước mà toàn cả thế giới. Do đó 43 năm đã qua, cuộc chiến bằng súng đạn tuy đã ngưng, nhưng cuộc đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền, cho một Việt Nam hoàn toàn độc lập, cho một Việt Nam hoàn toàn thoát khỏi mọi ách nô lệ, mọi sự cai trị, mọi sự lệ thuộc của bất cứ ngoại bang nào, đã, đang và sẽ vẫn còn tiếp diễn. Cuộc chiến đó không chỉ riêng ở tại Việt Nam, mà cuộc chiến đấu đó xảy ra khắp mọi nơi trên toàn cầu, có những người Việt Nam đang cư trú. Không chỉ riêng ở thế hệ đi đầu, mà còn tiếp dẫn cho những thế hệ về sau. Và cuộc chiến đó chỉ ngừng lại khi nào ở đất nước Việt Nam hoàn toàn không còn một bóng dáng tên cộng sản nào. Khi nào ở đất nước Việt Nam người dân thực sự có tự do, có nhân quyền, và Việt Nam vươn lên thoát khỏi mọi chế độ nô lệ thuộc địa của bất cứ một cái thủ đoạn chính trị nào. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, có mặt tại tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản, đánh dấu 50 năm một biến cố đau thương cho lịch sử Việt Nam để xảy ra tại cố đô Huế. Đó là một trong những lý do mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. 50 năm trước, cộng sản Việt Nam đã vi phạm luật đình chiến, và tất cả quý vị người Việt chúng ta đều biết ngày Tết đó là một cái ngày truyền thống thiêng liêng nhất. Trong khi quân đội Việt Nam miền Nam tôn trọng ngưng chiến, thì quân đội miền Bắc, cộng sản miền Bắc đã lạm dụng và tổng tấn công từ các thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam. Gần hai tháng nằm dưới quyền kiểm soát của cộng sản, người dân Huế là hai tháng kinh hoàng. Để rồi sau đó khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa cùng với đồng minh tái chiếm giải phóng thành phố Huế, cả thế giới ngỡ ngàng khi phát hiện ra hàng trăm khu mộ tập thể. Nạn thảm sát đó đã là một cái vết cắt sâu đậm không chỉ vào người dân ở Huế và còn cho cả dân tộc Việt Nam nói chung. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, dưới sự binh bích tuyên truyền xảo trá của cộng sản, họ vẫn quy chụp tội ác đó cho người Mỹ, và họ tệ hại hơn, họ ăn mừng, họ gọi đó là chiến thắng. Thưa quý vị, chiến thắng gì khi đổ máu cả hàng ngàn người bị giết hại một cách dã man. Vi Kha xin mạn phép chia sẻ một câu chuyện rất là ngắn ở đây. Có một lần nói chuyện với một bạn trên, có thể đó là dư luận viên, thì anh ta tỏ ra vẻ dân chủ dân quyền lắm. Anh ta nói là, hỏi là có biết, có xem qua bộ phim Saving Private Ryan chưa? Anh nói có. Và hỏi trong đó anh thích cái đoạn nào, thì anh ta nói nào là đấu tranh hy sinh cho dân tộc phân phân. Thì Kha chỉ nói một đoạn. Trong đoạn phim đó có một người lính Mỹ không nỡ bắn chết một người lính Đức, bởi vì người lính Mỹ đó hiểu được cái ngôn ngữ tiếng Đức. Khi mà cái người lính Đức nó van xin bằng tiếng Đức thì anh ta hiểu được cái ngôn ngữ đó và anh ta không nỡ bắn, anh ta trùng lại, anh ta không nỡ bắn. Và cái kết quả của sự từ tâm đó là tên lính Đức đó đã bắn chết người bạn của anh ta. Thưa quý vị, cũng tương tự như vậy, Kha tự hỏi tại sao là cùng dòng máu, cùng người Việt với nhau mà có thể nào nhẫn tâm cầm rìu, cầm búa đập đầu người dân của mình, trôn sống người dân của mình. Đối với Kha đó không thể nào gọi là con người, nó còn tệ hơn con vật. Và Kha sẽ rất là tâm đắc với cách dùng chữ của chú Nguyễn Hoàng Trinh, là mình chỉ gọi chung bọn chúng là bọn cộng sản. Và ngày hôm nay, bên cạnh 50 năm đó là 43 năm của biến cố 30 tháng 4, đối với người Việt tại hải ngoại, màu cờ mà chúng ta đang cầm trên tay và đứng ở đây là một cái di sản rất là quan trọng, và thế hệ mai sau như Kha sẽ tiếp tục gìn giữ nó và truyền lại về sau. Một vấn đề mà vị diễn giả vừa rồi đưa ra rất là thích đáng, đó là
sự xảo trá của Cộng sản, không chỉ của Cộng sản mà còn cả giới truyền thông Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua đã bưng bít sự thật, bẻ cong về cuộc chiến của Việt Nam, đưa những cái hình ảnh không đúng để mà bôi nhọ người lính Việt Nam cũng như bôi nhọ người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Đây là dịp cơ hội để thế hệ đi trước, những bậc còn sống, trưởng thượng còn sống đây, truyền lại những sự thật, nói lại những sự thật cho những thế hệ đi sau như tụi Kha sẽ tiếp tục đưa những cái sự thật đó phơi bày ra ánh sáng, đưa những sự thật đó ra ngoài công lý, để cho đến một ngày nào đó chúng ta không chỉ đứng ở đây để mà tưởng niệm những nạn nhân của Cộng sản Việt Nam, mà một ngày nào đó sớm thôi, tất cả chúng ta sẽ có một buổi tế vong hồn những nạn nhân ngay tại Cố Đô Huế, và màu cờ vàng đại diện cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền sẽ một lần nữa tung bay khắp đất trời Việt Nam. Và sau đây Kha xin vắn tắt nói vài lời bằng tiếng Anh. Ladies and gentlemen, as we all know, the Vietnam War has ended like almost 43 years ago, but the fight is not over yet. The reason for that is because we still continue to fight for human rights, for democracy. The reason for that is on April 31st, 1975, democracy died in Vietnam. Under the communism, there no human rights. Just few days ago, they just put about 7 people, peacefully activists, demand for human rights in jail. And the total of the trials, the years they put in jail, 7 persons, add up like more than 70 years. Unbelievable. So the fight will continue on. We carry on from the past. We carry on from the valuable lesson, history from the past. But we won't look back as a sorrowful. We will look forward to make the future, to demand the future as the way we want. So we will work with all of you, with all of people around the world, to make sure that one day there are no more communists in Vietnam or around the world. And with that, I would like to tell the young people who grow up here, they still think about socialism or communism is the better way. I think the only way to know about the truth is go there, live under them. Just like me and everybody here, been there for a few years, I'm sure you will escape right away by all means. And as myself, I am bored people, I escape by those. So don't listen to media or propaganda. Use your brain, please, and open up your heart and your mind. Listen to people, the real victim of it, of the communism. Then you will know what they really are. Thank you very much. And now I would like to invite the chair of the Vietnamese American community of Greater DC to address a few words. Thưa với lại tất cả quý vị cô bác, cộng đồng Việt Nam rất là hãnh diện hôm nay được phối hợp với ông Nguyễn Bảo Trinh, hội thân hữu Cố Đô Huế, người bạn trẻ Hoàng Vi Kha và cô Lữ Anh Thư có mặt ngày hôm nay. Chúng ta làm lễ tưởng niệm những người dân vô tội đã bị cộng sản tàn sát trong chiến tranh Việt Nam. Và đặc biệt là trong Tết Mậu Thân, vô cộng sản đã giết không biết bao nhiêu người vô tội mà còn sát hại hơn 5.000 đồng bào và cô bác tại Huế. Buổi lễ ngày hôm nay rất là có ý nghĩa, và chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị là cái tượng đài quý vị đang đứng trước đây, cộng đồng Việt Nam đã đóng góp trên 200.000 đô la để xây dựng nó. Và ngày hôm nay cái tượng đài này là một cái dấu hiệu là tội ác của cộng sản, và tòa đại sứ của cộng sản ở cuối đường mỗi ngày những người cộng sản đi qua đây họ phải thấy xấu hổ và cúi đầu. Đó là cái việc mà chúng tôi xin thưa với quý vị. Chúng tôi muốn nhắc rõ là cộng đồng Việt Nam trong cái nhiệm vụ xây dựng giới trẻ thành công ở nước Mỹ, yểm trợ tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, chúng tôi kính mời quý vị tham gia lễ tưởng niệm của cộng đồng 30 tháng 4 và ngày nhân quyền cho ngày Việt Nam ngày 11 tháng 5 tới đây. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ chúng tôi xin nói vài câu bằng tiếng Mỹ. Distinguished guests,
I understand that all of you know about the situation. The young man Hoàng Phi Kha, he told us all about the story. The communists are the liar. In 1968, they told Caesar Five, but they didn't do it. They attacked all the world over the city in South Vietnam. They killed a lot of people. They killed a lot of innocent people. Even half a century ago, we won't forget about that. And then, today, that's a ceremony, the full meaning to pray for 100 million people who are killed by the communists. And they have a 1 million Vietnamese people included in that. Yeah. Ladies and gentlemen, this memorial stay here is a symbol. And the communist embassy on the side of the street, they travel here every day. They will see they are criminal. And also, last but not least, we want to recognize Mr. Zation. When we some of us started to work over here 15 years ago, we worked with Zation. He's the president of the VOCMF and the chairman Lee Edward. And we thank you for coming back to join us today. And we want you to know, the Vietnamese American community has contributed over 200,000 for this memorial. And that we continue to support it, to fight for freedom, democracy, and human rights from Vietnam. Thank you. And now I would like to invite Dr. Trần Văn Hải from Alliance for Democracy. Thank you. Distinguished guests, my friends, especially those who survived communism in Vietnam. I am very honored to be given a few minutes to participate in this ceremony because it is very meaningful to me. I'm a native of Hue, and 50 years ago, as everybody knows, the communists violated the agreement on a ceasefire for the New Year's holiday and attacked South Vietnam. In Hue, they occupied the city for 26 days, and they killed, buried alive, 5,727 civilians. I lost two uncles from my mother's side and one uncle from my father's side in that massacre. And we are today gathered here to commemorate more than 100 million human beings being killed by communism during the 20th century. Yet, when we hear the kind of language of socialism, of communism, from some politicians here, it made us very angry because they are deceiving the young people, especially the college students, the people who didn't know and the people who are innocent and who are listening to their teachers. And during the last election, we thank God for restoring the trust and the belief in us that America is the last hope for humanity against the tyranny of communism. And today, not only we commemorate the more than 100 million human beings, I would like to take this opportunity to express the deep gratitude of Vietnamese Americans, especially all freedom-loving Vietnamese all over the world, to the 58,292 American servicemen who gave their lives in South Vietnam so that we could live in free and tasted democracy for a short while, 21 years, 1954 to 1975. Let us keep up the hope that the snake oil salesmen of socialism and communism will not succeed in American politics. We will have to engage the people in college, the people who were being deceived and being sold empty promises. Just come and talk to us. Just come and participate in some of the activities like this. And I second Mr. Hua when he was mentioning that for those people who are talking good things about socialism and communism, go to China, go to Vietnam, go to North Korea and live there for a few years so that you can taste what you were, promising the empty things to the young people. And I
would like to invite every one of you and the distinguished guests to join us on May 11th on Capitol Hill to commemorate Vietnam Human Rights Day, where Vietnamese from all over the world and the 50 states of the United States of America will convene and commemorate human rights. Thank you very much. Ladies and gentlemen, you just heard some testimony from those victims of communism, those witnesses of communism, because I am too a refugee, a victim of communism. I escaped on the last day as Saigon fell into the hand of the communists and they took over South Vietnam by aggression. Right now, I would like to invite Mr. Dinh Hùng Cường, chairman of the Vietnamese American community, and Mr. Nguyễn Mậu Trinh, president of the Friends of Thừa Thiên, to dedicate the wreath to the victims of communism, the 5,000 victims of the Hue massacre, and the millions of Vietnamese Americans perished during the war of aggression by the communists of Vietnam. Thưa quý vị, có một cái bài văn để nói lên cho những nạn nhân của cộng sản. Xin toàn thể các oan hồn cùng từ nạn nhân cộng sản từ thời Nga Hoàng bị lật đổ cho đến ngày hôm nay, hãy về đây chứng giám cho lòng đau xót của chúng tôi và cùng chúng tôi âm phù dương trợ cải tạo tư tưởng đám người ngu muội tàn ác theo đảng cộng sản. Dạy dỗ chúng không được thì vận động chúng nó đi, để năm nay không còn tư tưởng cộng sản, không còn tay sai cộng sản trên toàn thế giới này. Xin nhận lời cầu của chúng tôi. Cờ vàng ba sọc đỏ không những là lá cờ quốc gia từ thời vua Thành Thái, không những là lá cờ tượng trưng cho dân ba miền đoàn kết, không những là lá cờ tượng trưng cho tự do và độc lập nhân quyền, mà còn là lá cờ nói lên lòng nhân ái, và các người đứng dưới lá cờ này đã cứu vớt biết bao nhiêu là tù nhân lương tâm. Xin cảm ơn. The message was calling for the spirits of hundreds of millions of victims of communism worldwide to come back here with us and share this moment with us and help us eradicate communism from the face of this earth so that no one will have to die because of communism again. Ladies and gentlemen, like I said, you just heard some testimony from the dignitaries today, from the officials from Victims of Communism Memorial Foundation, from the chair of the Vietnamese American community, from the young generation like Việt Tun. We are here to say that we never forget the victims of communism. We seek justice for them and we fight communists until it disappears from this earth, so that never, never again that this should happen. So we'll say never forget and never again. Thank you very much. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Mưa hãy quân cầu còn nhớ hãy khơi Việt Nam nơi giống lạc long, cùng nhau thề nguyện đồng tâm quyết đứng lên dựng xây tổ quốc thân yêu truyền thống. Không để đất vào tay quân cướp, dân tộc ta vùng lên anh dũng, sống hoài hồng, sống kiên cường đòi lại biển Đông. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù và cướp quê hương, bằng cách lại tiêu diệt ba quyền thâm độc vô biên. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù chí hại dân ta, dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Trả lại đây cho anh quân nhân,
quyền đương sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nội dung, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ nhân quyền Việt Nam.